Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh nấu ăn của Combo Món Ăn nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái món đậu que xào thịt heo đơn giản. Nhưng cách xào thì đậu que rất là giòn và thịt heo mềm ngon, rất là đậm đà. Bây giờ các bạn cùng vào bếp mình thực hiện cái món ăn này nha. Và đây là các nguyên liệu để mình làm cái món ăn này nha. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi để đỡ mất thời gian nha các bạn. Ở đây mình sử dụng 400 g thịt heo. Các bạn rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn ha. Đậu que mình sử dụng 500 g thì mình cũng đã cắt thành những cái khúc vừa ăn rồi mà mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Ở đây thì mình có tỏi băm và ớt băm. Một ít hành lá và ngò rí các bạn cắt ra. Và một số gia vị nêm thì các bạn theo dõi video nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái phần thịt heo này để khi xào mình ăn cái thịt heo của mình nó được đậm đà nha. Thì mình ăn cay nhiều mình cho ớt nhiều và mình cho một ít tỏi băm vào. Nêm vào đây 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng đường và 1/4 muỗng bột ngọt nha các bạn. Bây giờ mình trộn đều lên và các bạn ướp phần thịt heo này 15 phút cho mình nha. Rồi và mình để đây mình ướp phần thịt heo này. Khi mà ướp thịt heo xong rồi thì mình cho một xíu dầu ăn vào. Cho một ít tỏi băm vào để mình phi thơm cái phần tỏi này nha. Và các bạn xào với lửa vừa thôi. Phi cho nó vàng cái phần tỏi này nó thơm lên. Sau đó mình sẽ cho thịt heo vào để mình xào nha. Các bạn xào phần thịt heo này cho nó săn và nó tái lại. Mùi lúc này bốc lên rất là thơm luôn các bạn. Tuy thịt heo chưa chín nhưng mà mùi của tỏi ớt phi rất là thơm luôn á. Rồi thịt heo của mình nó chưa có chín hẳn đâu, nó hơi tái tái thôi. Thì mình sẽ cho cái phần đậu que mình đã chuẩn bị vào để mình xào chung. Mình đảo đều lên cho cái đậu que của mình nó được chín đều nha các bạn. Mình cũng có thể luộc sơ cái phần đậu que này với nước sôi á, tầm 5 phút rồi mình cho vào mình xào nó cũng sẽ nhanh hơn các bạn. Nhưng mình xào cái cách này thì đậu que của mình nó cũng rất là giòn và ngon các bạn. Thì đậu que của mình đã chín rồi thì mình cũng cho cái hành lá và ngò rí vào luôn. Và các bạn nêm nếm gia vị lại cho nó vừa ăn nha. Mình mới vừa nêm thử rồi thì rất là vừa ăn luôn nha các bạn. Thì mình tắt bếp mình cho cái món ăn này ra dĩa luôn nha. Trình bày ra luôn. Rất là hấp dẫn luôn á. Màu sắc rất là đẹp và ăn cái cọng ấy rất là giòn ha. Các bạn trang trí cho nó gọn gọn vào. Thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách làm cái món đậu que xào với thịt heo nhanh gọn lẹ và rất là ngon. Các bạn cho thêm một ít hạt tiêu xay vào. Vậy là cái món ăn của mình cũng đã xong nha các bạn. Chúc các bạn nấu món ăn thành công và ngon miệng nha. Nhớ xem video thì like video và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo video mới nhất từ Combo Món Ăn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau.